Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. FX lọt xét siêu hợp lý đến từ cái vùng đất ngàn hoa. Cái chiếc FX độ hôm nay chắc hẳn làm cho nhiều anh em cảm giác như được trở về tuổi thơ bất cái hết sức là ấn tượng của nó. Dĩ nhiên cái chiếc xe này cũng không bao giờ quán mặt với những món đồ chơi đẹp mắt đang được săn đón nhất như ở thị trường hiện nay. Cảm thấy chiếc xe được bao trùm một bộ tem sặc sỡ lấy cảm hứng từ cái phi vật hình lập Beat Hero 6 rất là ngộ nghĩnh. Một vài chi tiết nhựa cản sau được sơn gam màu để có phù họa cho bộ tem, khiến em ấy trở nên nổi bật và sắc nét hơn rất là nhiều. Cái cặp cụm thắng bản nay được xử lý lại và được người chủ chọn một cái tâm ngòn cực kỳ hợp lý khi giúp người chủ vẫn giữ được cái chức năng là CBS. Hơn nữa, đây cũng chính là một phương pháp tiết kiệm kinh tế rất hữu hiệu. Với một cái cặp mâm ba chấu kép nguyên bản đã bị loại bỏ, hai đó là cái dầu mâm của Rainbow 8 cây dành cho chiếc clip và đồ sử dụng gắn dễ dàng cho IP. Không cần phải có diện mạo cái dàn chân cho nên cứng cáp và nó còn có trọng lượng nhẹ hơn phần nào so với mâm sim. Với một con heo Rainbow logo lớn 20 xứng thì hiệu năng bây giờ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ban đầu. Tuy nhiên muốn gắn hoàn chỉnh bắt buộc phải CNC một phát nhôm được canh cực kỳ tính toán sao cho ăn hết được cái phần đĩa ở bên cạnh mà không bị cạc cứng cho nên mâm. Ngay ở vị trí chiếc máy, chúng ta đang thấy cái chiếc ốp lọc gió trong suốt theo đến từ là SimFast khoe hết được cái chiếc lọc độ rực rỡ ở bên trong. Bây giờ thì mình mới chú ý một tí xíu, đa số chi tiết ốc trên xe thì ốc Titan được xử lý thành cam màu xanh lá. Những cái điểm nhấn hết sức nổi bật gây cái sự chú ý. Chiếc cặp phục Rainbow tia vàng dành cho cái chiếc IP, nó đã tăng cường cái độ đẳng cấp sang trọng cho dàn chân sau bởi vẻ ngoài lịch lãm của nó. Không những im án mà còn thêm kính đúng chỉnh để giúp người chủ linh hoạt hơn, thay đổi phù hợp cho từng nhu cầu khác nhau. Bên cạnh đó, cái chai cái nước CNC mình còn chú ý đến cái bộ ống nước Samco đó được. Không những trang trí mà còn có tác dụng việc áp suất nước luôn ổn định, hỗ trợ quá trình làm mát diễn ra tốt hơn. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng đến chiếc FX độ cực kỳ đẹp nhé. Quaro 1/10 dọn hết bài với một dàn chân mới. Với những thay đổi rõ nét, cái con Quaro độ hôm nay trở nên mạnh mẽ hơn khi sở chứng minh cái phần diện mạo bên ngoài là cực kỳ chất đi cùng với cốt combo chất lượng đến từ cái nổi tiếng mà IKC cũng biết đến. Cái cụm tóc đồng nâu vàng để cút ngắn hành trình cho con xe được bao nhanh hơn. Cái phần cụm được đi cùng với hạt ống ga Titan và dây ga Thái thì mới khó đắp dễ dàng được. Nhìn vào cái phần dây chân trước, ta bắt gặp ngay con heo của anh cho 20 xứng được bắt vào phục trước thông qua một phát heo được gia công chất liệu nguyên khối. Thiết kế cặp mâm Rainbow 8 cây vô cùng kiên cố, góp phần tạo ra cái sự mới lạ cơ bắp cho con xe. Cái phần ở dầu heo đỏ được bấm đầu đi cùng với độc ép khá đẹp. Một vài điểm nhấn đáng ý của con xe hôm nay đó chính là cái phục Holin bình dầu điện hầm trên. Đây là phiên bản mới nhất dành cho dòng loại Quaro sử dụng với mức giá khoảng 9,2 triệu. Tuy nhiên khi cắt quét phần bị nhám ở dưới gầm xe không cần khắp như zin như cái bình dầu dưới. Hai thảo được nâng cấp cho bộ bốn rốt là vô hệ không còn xe đất nữa nên đây là món hàng hiếm. Tuy nhiên đây là một cái xu hướng nên được rất nhiều anh em chơi xe là ưa chuộng và săn tìm sang tay đến nhà khá nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên nhấn like, subscribe.